Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu áo ghi lê cho bé cổ tim như thế này. Mặt trước áo mình có trang trí một hình ngôi sao. Một bên vai áo có làm cài nút để khi ta lòng phần áo qua bé thì sẽ không có bị chật ở phần cổ áo. Đây, mẫu áo như thế này. Thì dụng cụ gồm có len miêu cô Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0 mm để móc cái phần thân áo. Kim hai đầu dùng đầu số 4 để móc phần ngôi sao. Kéo cắt lên. Và hai hạt nút dùng để cài cái phần vai áo. Bây giờ mình sẽ dùng màu nâu để móc cái phần thân áo. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích bằng với cái phần vai của bé. 1 2 3 4 5 6 7. Ở đây mình đã móc lên được 34 mũi móc xích, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 34 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại, móc cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại cũng móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân kế tiếp móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Thì đây sẽ là bề ngang của phần vai áo. Đây là bề ngang phần vai áo nè. Các bạn móc tiếp cho mình các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Móc cho mình cho đến khi cái chiều cao từ cái hàng đầu tiên cho đến cái hàng mà mình thêm á. Thì bằng đến cái phần nách của bé. Từ phần vai đến phần nách của bé thì các bạn ngưng. Cũng móc cho mình các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc đến cuối hàng và làm tương tự cho các hàng móc còn lại. Ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc đều nhau như thế này. Tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Thì ở hàng móc này mình sẽ bắt đầu tăng mũi. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này hai mũi kép đơn cùng chân móc. Thì mình đã thêm được một mũi móc ở chân móc này. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và móc tương tự các chân móc cho đến cuối hàng ở chân móc cuối hàng các bạn móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc cuối này móc vào đây hai mũi kép đơn thì ở hàng móc này mình đã tăng được hai mũi móc ở đầu và cuối hàng móc tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại hàng móc tiếp theo này các bạn cũng tăng mũi cho mình ở chân móc đầu tiên này móc hai mũi kép đơn vào chân móc này các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng này cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này móc tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này để ta thêm một mũi ở cuối hàng móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc thứ ba này cũng tiến hành tăng mũi giống như cái hàng móc mà mình vừa móc cũng móc cho mình vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng và cái chân móc cuối cùng cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc cuối cùng. Làm tương tự mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình đã hoàn thành được một phần 2 mặt thân sau của áo. Hai bên phần nách có cái độ xòe ra, xòe rộng ra như thế này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân trước. Ở cái sợi dây móc xích đầu tiên mà mình tạo, các bạn chia cho 4 thì ở cái phần cổ áo chính giữa nè, nó sẽ chiếm 2 phần. 2 phần, hai bên tay áo sẽ chiếm 1 phần. Đây, 1 phần bên này cũng chiếm một phần. Ở đây mình móc được 34 mũi móc, khi chia cho 4 thì hai bên tay áo sẽ chiếm mỗi bên là 9 mũi móc và số còn lại sẽ là ở phần cổ áo chính giữa nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân trước. Các bạn tạo cho mình một nút ở sợi dây màu nâu này. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Đâm kim vào chân móc đầu tiên ở hàng đầu tiên của phần thân áo các bạn đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên đây đâm kim vào đây sau đó móc cái nút mà mình vừa tạo qua chân móc móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc mà mình vừa móc một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn và mỗi chân móc cho đến khi mình được chín mũi kép đơn liên tiếp ở cái hàng móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc móc cho mình chín chân móc liên tiếp. Khi móc được chín mũi kép đơn liên tiếp, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Ở hàng móc này tiếp tục móc cho mình vào chính chân móc, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc cho mình thêm hai hàng móc tương tự. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở đây mình đã lên được bốn hàng móc đều nhau, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Bốn hàng móc này sẽ là hàng móc ở phần vai nha. Khi gặp đôi lại thì cái hàng móc này sẽ nằm ở phần vai nè. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân ở phía dưới. Đối với phần mặt trước này mình sẽ tạo cái phần cổ tim ở đây, tạo cái phần cổ tim phía bên này và phần cánh tay ở phía bên này. Khi gặp bốn hàng móc đầu tiên lại thì mình sẽ móc thêm các cái hàng móc tương ứng với các cái hàng móc ở cái mặt sau của áo. Để thêm được số hàng móc ở phần cổ tim bên này thì các bạn lấy tổng số mũi móc của cái phần cổ này nè, lấy tổng số mũi này chia cho 2 thì ta sẽ ra được số hàng móc cần phải thêm mũi để hai bên của áo chạm vào nhau thành một hình cổ tim. Khi so sánh với mặt sau của áo. Đây, mặt sau của áo thì ta có 6 hàng móc không thêm mũi ở đầu tiên này nè. Đây đầu tiên thì các cái hàng móc tiếp theo ở cái hàng này các bạn sẽ móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn và ta không thêm mũi nha tiếp tục chân kế bên móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng là cái hàng đầu tiên thêm mũi ở phần cổ tim á các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè móc cho mình vào chân móc đầu tiên này một mũi kép đơn nữa để thành hai mũi kép đơn thì ta đã thêm được một mũi móc ở cái hàng đầu tiên này tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ở hàng móc tiếp theo này các bạn móc tương tự giống như hàng móc mà mình vừa móc cũng móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này nè đây hai cái chân móc thêm mũi ở phía dưới này nè thì ở hàng trên này các bạn cũng thêm mũi cho mình ở cái chân móc đầu tiên này móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì ở hàng thứ hai này sẽ là hàng móc tương ứng với hàng thứ hai của cái phần thân sau nè. Đây, ta không thêm mũi thì ở hàng thứ ba các bạn cũng không thêm mũi ở cái phần này cho mình. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn tương ứng với hàng thứ hai của cái phần mặt sau. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Ở chân móc cuối cùng này các bạn cũng móc cho mình hai mũi kép đơn vào chân móc này để ta thêm được một mũi móc ở hàng móc này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. ở chân móc cuối cùng này móc hai mũi kép đơn vào chân móc này tương ứng với hàng móc thứ ba ở phần cổ tim móc lên hai mũi móc xích chừa ra cho mình bốn hàng móc không thêm mũi đều nhau như thế này khi ta gấp xuống thì ở đây mình đã móc được 3 hàng móc thêm mũi ở phần cổ tim đây ba hàng móc thêm mũi ở phần cổ tim tiếp tục các bạn móc thêm cho mình 3 hàng móc nữa tương ứng với hàng móc thứ tư thứ năm và thứ sáu của phần mặt sau và ở cái đầu này các bạn không thêm mũi cho mình Ở phần cổ tim thì các bạn cũng thêm mũi cho mình Ta được 6 mũi móc thêm mũi ở đầu tiên của phần cổ tim nha Ở phần bên nách thì mình sẽ không thêm mũi Tương ứng với ba hàng móc ở phần thân sau Đây, không thêm mũi Ở phần cổ tim thì thêm mũi cho mình ở ba hàng móc tiếp theo Cũng quay ngược đầu móc lại và móc vào chân móc đầu tiên của phần mặt bên cổ tim á, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và làm thêm cho mình hai hàng móc nữa tương tự khi móc thêm được ba hàng móc thì tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại ta không tính bốn hàng móc đều nhau ở đây các bạn gặp cái phần thân trước này vào thân sau thì ta đã móc được 6 hàng móc đều với phần thân sau, 6 hàng móc không thêm mũi. Bây giờ mình sẽ tiến hành thêm mũi móc. Ở phần cổ tim này mình cũng móc được 6 hàng móc. So với số mũi móc mà mình chia đôi ở phần cổ này thì ở cái phần thêm mũi phần cổ tim mình vẫn thiếu 2 mũi móc nữa để tương ứng với số mũi móc mà mình chia đôi. Các bạn móc cho mình thêm một hàng móc thêm mũi ở phần cổ này để còn một mũi móc ta sẽ nối hai phần thân trước lại. và ở cái phần nách bên phía này các bạn cũng móc cho mình thêm một mũi móc đầu tiên tương ứng với cái hàng móc thứ bảy của phần thân sau đây thì hàng móc này ta sẽ thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc móc cho mình vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc để ta thêm được một mũi móc tương ứng với cái hàng thứ bảy ở phần thân sau nha các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Chân móc cuối cùng sẽ móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. Để ta thêm một mũi ở phần cổ tim. Sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Các bạn gặp đôi cho mình cái phần thân trước vào thân sau. Chừa ra cho mình bốn hàng móc đều nhau ở phần đầu tiên nha, phần vai á. Thì khi gặp lại ta sẽ thiếu hai hàng móc thêm mũi ở phần nách nè, hai hàng móc thêm mũi. Ở đây là 6 hàng móc không thêm mũi, còn lại ba hàng móc ở phần nách ta thêm mũi. Bên phần cổ tim thì cũng thêm được 7 mũi móc. Bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần thân đối diện. Ở đây các bạn cũng móc cho mình ra chín mũi móc ở cái hàng đầu tiên phần vai này. Cũng tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó cũng đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên ở phần thân này nè. Đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên. Đây, đâm vào chân móc đầu tiên, sau đó kéo nút mà mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên hai mũi móc xích và móc vào chân móc mà mình vừa móc một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Thì khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến khi ta được chín mũi kép đơn liên tiếp khi móc được 9 mũi kép đơn liên tiếp tiếp tục lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào chín chân móc này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì ta được hai hàng móc đều nhau tiếp tục lên một mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc cho mình vào chính chân móc Chính chân móc này móc mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len hai hạt nút này ta sẽ may ở hai hàng móc mà mình vừa móc nè bây giờ mình sẽ móc thêm một phần thân trước để tạo cái phần cổ tim ở đây thêm một phần thân trước giống như cái phần thân mà mình tạo ở phía bên này ở cái sợi dây màu nâu này cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên cho mình một dây móc xích dài chín mũi móc một hai ba bốn năm 6, 7, 8 và 9. Thì 9 mũi móc xích này tương ứng với cái phần vai nè. Các bạn móc tiếp lên cho mình 3 mũi móc xích. Và móc vào chân móc thứ 9 một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cuối hàng sau khi móc được chín mũi kép đơn liên tiếp tiếp tục móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc khi móc đến cuối hàng thì ở đây mình đã hoàn tất được thêm hai hàng móc ở phần vai áo sau đó các bạn cũng móc lên cho mình các cái hàng móc tương tự như hàng móc ở cái phần thân bên này nè đây bảy hàng móc như thế này thì sáu hàng móc đầu tiên ta sẽ thêm mũi ở cái hàng cổ tim này không thêm mũi ở hàng bên phần nách và hàng móc cuối cùng hàng móc cuối cùng các bạn sẽ thêm cho mình hai mũi móc ở đầu và cuối tương ứng với cái hàng thứ bảy cái hàng thứ bảy này sẽ thêm cho mình ở đầu và cuối để bằng với cái hàng thứ bảy của phần thân sau nha móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế bên móc một mũi kép đơn chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Và làm tương tự cho các chân móc còn lại. Sau đó móc thêm cho mình các cái hàng móc tương tự như cái hàng móc ở phần thân bên kia. Cũng thêm cho mình hai mũi móc ở cái phần bên này. Đây, thêm hai mũi móc ở cái phần mà mình thêm đây. Móc cho mình thêm 6 hàng móc tương tự. Khi móc lên được 6 hàng móc thêm mũi ở phần cổ tim nè và không thêm mũi ở phần nách, tiếp tục móc lên hai mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. Thì phần cổ mình đã thêm được 6 hàng móc nè, tiếp tục cái hàng thứ bảy này cũng thêm cho mình vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân móc cuối cùng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này. móc lên hai mũi móc xích thì mình đã hoàn thành được một phần thân trước còn lại của phần thân áo khi đưa vào cái phần thân áo hai hàng móc đầu tiên không thêm mũi nè tương ứng với hai hàng móc ở phần vai nè ta sẽ làm phần cài nút ở đây Đối với phần cổ tim nè, khi ta thêm số mũi móc ở các cái hàng móc ở hai bên phần mặt trước của thân áo á thì tổng số mũi móc mà mình thêm sẽ ít hơn 2 mũi so với cái số mũi móc ở cái phần cổ nè. Thì bây giờ mình sẽ thêm ở cái phần dưới để nối hai bên cái phần thân trước lại. Ở đây mình còn thiếu hai hàng móc nữa để bằng với số hàng móc của cái phần thân sau. Đây, hai hàng móc thêm mũi như thế này. Bây giờ các bạn sẽ móc cho mình nối lại hai cái phần thân trước. Ta quay ngược đầu móc lại, móc cho mình vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc, thêm mũi để tương ứng với cái hàng thứ tám của phần thân sau nha. Móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân móc kế bên móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình đã thêm được một mũi móc ở phần cổ tim bây giờ mình sẽ tiến hành nối cái phần cổ tim này lại với cái phần cổ tim ở phía bên đối diện đây ở đây ta thêm một mũi móc rồi thì ở bên cổ tim đối diện ta sẽ thêm một mũi móc nữa đây mình sẽ nối vào cái phần chân móc cổ tim ở phía bên còn lại nè đây lấy lên sau đó đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên. Chân móc này, đây, đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên và móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng này móc hai mũi kép đơn vào chân móc này móc lên hai mũi móc xích thì mình đã móc xong được cái hàng thứ 8 tương ứng với hàng thứ 8 của mặt sau phần cổ tim đã tạo ra được một góc nhọn như thế này đây mình đã nối được cái phần cổ tim này lại Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc hàng thứ 9, tương ứng với hàng thứ 9 của phần thân sau, thêm mũi ở đầu và cuối hàng móc. Ta quay ngược đầu móc lại và móc cho mình vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân kế bên móc một mũi kép đơn vào chân móc này. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho mình cho đến cuối hàng ở chân móc cuối cùng móc hai mũi kép đơn vào chân móc này móc lên hai mũi móc xích quay ngược đầu móc lại móc vào chân móc đầu tiên hai mũi kép đơn cùng chân móc để mình gây lên hàng thứ 10 và nối phần nách lại các chân móc còn lại mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn, làm tương tự cho các chân móc còn lại. Cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Ở chân móc cuối cùng móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc. Bây giờ mình sẽ tiến hành nối cái phần mặt trước với cái phần thân sau lại. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên của phần thân sau á đây móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc thì mình đã tạo ra được cái ống tay như thế này nối lại như thế này tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc, móc lên một mũi móc xích và bắt đầu mình tạo cái phần nách ở phía bên này. Một bên ống tay áo như thế này. khi gặp đôi cái phần thân áo lại thì bây giờ mình sẽ nối cái phần nách còn lại ở phía bên này các bạn nối cho mình cái chân móc này và cái chân móc của cái phần nách còn lại của cái phần bên còn lại á, phần thân trước đây đâm kim cho mình vào chân móc cuối cùng này và móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên hai mũi móc xích thì mình đã hoàn thành được một nửa của phần thân áo Một nửa phần thân trên như thế này Đây Ta được độ rộng của phần thân áo Phần tay áo Phần cổ tim Ở một bên tay áo mình có làm cài nút Cài nút như thế này Để khi ta lồng áo vào người của bé thì sẽ không có bị chật ở phần cổ áo Khi ta viên lại ở cổ áo thì sẽ dễ dàng lồng vào người của bé hơn Bây giờ mình sẽ móc tiếp các cái hàng móc tiếp theo móc cho mình vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Đây, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc Ở phần nách mà mình nối mình có tạo ra một mũi móc xích ở đây thì các bạn cũng móc cho mình vào cái chân móc xích này một mũi kép đơn. Sau đó móc vào các cái chân móc của cái phần thân phía sau nè. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự cho phần tay còn lại cũng móc vào chân móc xích này một mũi kép đơn sau đó móc vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời móc lên hai mũi móc xích đối với các hàng móc ở phần thân trên mỗi hàng móc mình đều quay ngược đầu móc để móc xen kẽ mặt trái và mặt phải ở mỗi hàng móc như thế này đây tạo ra được các cái hàng móc xen kẽ mặt trái và mặt phải thì phần thân ở phía dưới ta cũng móc quay ngược đầu móc ở mỗi hàng móc để tạo ra các cái hàng móc xen kẽ mặt trái phải các bạn móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự đều quay ngược cho mình ở mỗi hàng móc thì đây là mặt phải của hàng móc mà mình vừa móc nè cái hàng móc tiếp theo các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại thì ở chân móc đầu tiên của cái hàng móc này sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn. Các bạn để ý cho mình hai cái chân móc đầu tiên nè. Chân móc sát cái chân hai mũi móc xích này nè, đây là cái chân của mũi dời nè. Các bạn móc cho mình vào cái chân kế bên này nè, đây là cái chân đầu tiên, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng ở cái chân móc cuối cùng các bạn để ý cho mình cái chân móc cuối cùng là cái chân móc mà mình gây nên cái mũi móc xích nè đây gây nên cái mũi móc xích là cái chân móc cuối cùng nè các bạn móc cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cái chân móc này đây mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân móc cuối cùng sẽ là cái chân móc mà mình móc mũi dời ở cái hàng phía trên á. đây, đây là chân cuối cùng nè, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Sau đó móc vào chân móc đầu tiên ở bên này một mũi dời. Ta được một hàng móc hoàn chỉnh. Đây là mặt phải của hàng móc. Tiếp tục móc lên hai mũi móc xích. Các bạn để ý cho mình nè, đây là cái chân mũi dời của cái mũi mà mình vừa móc á, đây. Khi quay ngược đầu móc lại thì cái điểm này là cái điểm dễ nhầm lẫn của các cái hàng móc. Ta móc vào cái chân móc đầu tiên thì đây là cái chân móc mũi dời nè, các bạn móc cho mình vào cái chân kế bên của chân móc mũi dời á, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Và chân móc cuối cùng các bạn cũng để ý cho mình là cái chân móc mà mình móc mũi dời ở cái hàng phía trên nha. Đây, đây là chân móc cuối cùng. Sau đó các bạn cũng móc cho mình thêm các cái hàng móc tương tự như hàng móc mà mình vừa móc. Kết thúc mỗi hàng móc thì các bạn sẽ quay ngược đầu móc lại để móc các cái hàng móc tiếp theo. Móc cho mình thêm các cái hàng móc cho đến khi cái độ dài từ phần vai xuống cái hàng móc mà mình thêm vừa với cái phần thân của bé thì các bạn ngưng. Ở mỗi hàng móc sau khi kết thúc mỗi hàng cũng quay ngược đầu móc lại cho mình và móc các cái hàng móc tương tự. Khi quay ngược đầu móc thì cũng lưu ý cho mình cái chân móc đầu tiên và chân móc cuối cùng nha mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi thêm được các cái hàng móc đều nhau thì mình đã đạt được cái chiều dài của phần thân áo như thế này. Ở mỗi hàng móc mình có quay ngược đầu móc để tạo nên cái độ đồng điệu và tương tự nhau với cái phần thân trên. Các bạn tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Đây, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần lai áo. Các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên này một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Khi móc đến cuối hàng thì tiếp tục móc vào chân móc bên này một mũi dời, móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len ta giấu sợi len thừa vào trong mũi móc bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần cổ áo và phần tay áo bên này ở sợi dây màu nâu này các bạn cũng tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút sau đó các bạn đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên ở phần thân mà mình để cài nút á, đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên này. Móc và kéo cái nút mình vừa tạo qua chân móc. Móc lên một mũi móc xích. Và móc vào chân móc mà mình vừa móc, móc vào đây cho mình một mũi móc đơn. Khi móc các bạn cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Tiếp tục móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc cho đến khi ta được chín mũi móc đơn, sau khi được chín mũi móc đơn thì tiếp tục móc vào chân móc cuối cùng này cho mình một mũi móc đơn, móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc vừa móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên là cái chân móc của cái hàng phía dưới nè. Đây, móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì mình đã tạo ra được một góc vuông ở đây. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc kế bên là chân móc của hàng phía dưới, móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc kế tiếp cũng móc cho mình hai mũi móc đơn vào chân móc này. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn. làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến góc tim ở đây. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Ở cái góc nhọn mà mình tạo cổ tim á, đây ở đây thì nó có hai cái chân móc này, hai chân móc. Các bạn tiến hành đâm kim cho mình vào cái chân móc đầu tiên. Đây là cái chân móc đầu tiên nè. Ta đâm kim vào chân móc này. Sau đó kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim cho mình vào chân kế bên. Kéo len. Khi chân kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc chân kim. Sau đó móc cho mình vào cái chân móc của cái hàng móc phía trên á, móc vào đây cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn vào chân móc này thì mình đã tạo ra được một cái góc nhọn tạo cổ tim ở đây chân kế tiếp cũng móc cho mình hai mũi móc đơn chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc móc cho đến cái phần cổ ngang mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc Sau khi móc đến cái chân móc cuối cùng thì tiếp tục các bạn móc cho mình vào cái chân móc mà mình gây nên ở cái phần tay này nè. Đây, móc cho mình vào cái chân móc này, một mũi móc đơn. Tiếp tục móc qua chân móc kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại. Mỗi chân móc móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc cho đến cái phần vai bên đối diện mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc sau khi móc đến chân móc cuối cùng thì tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc của cái hàng phía trên này nè móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc Chân móc phía trên cũng móc hai mũi móc đơn vào chân móc này. Tiếp tục móc cho mình vào chân móc đầu tiên của các cái mũi đơn ở phía trên, móc vào chân móc đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc lên một mũi móc xích và cũng móc vào chân móc vừa móc hai mũi móc đơn. Thì mình cũng tạo thêm được một cái góc vuông ở đây. Tiếp tục móc cho mình vào cái chân móc kế bên một mũi móc đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ở chân móc cuối cùng này cũng móc thêm cho mình một mũi móc đơn móc lên một mũi móc xích và tiếp tục móc vào chân móc vừa móc hai mũi móc đơn cùng chân móc ở các cái chân móc tiếp theo của phần nách các bạn cũng móc cho mình tương tự cũng móc cho mình vào mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc các cái chân móc của hàng móc như thế này nè đây, móc cho mình cho đến cái chân móc ở phần nách. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Cứ móc tiếp cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và móc đến cái chân móc sát cái phần nách. ở cái chân móc sát cái phần nách này ta có chừa ra được một mũi móc ở đây các bạn móc cho mình vào cái chân móc mà mình móc cái mũi đầu tiên này một mũi móc đơn tiếp tục móc vào cái chân móc mà mình móc mũi móc xích á móc vào đây một mũi móc đơn và móc vào cái chân móc kế bên móc vào chân kế bên này một mũi móc đơn thì phần nách mình đã viền lại được như thế này tiếp tục móc cho mình vào cái chân phía trên hai mũi móc đơn cùng chân móc chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc Chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc cho mình hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc và móc cho đến cuối hàng. sau khi móc đến cuối hàng thì chân móc cuối cùng này móc cho mình vào đây hai mũi móc đơn cùng chân móc và móc vào cái chân móc đầu tiên mà mình móc mũi đơn á móc vào đây cho mình một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len. tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì các bạn may thêm cho mình hai hạt nút ở hai cái hàng móc mũi đơn của phần thân sau phần tay vai thân sau nè thì lỗ để cài nút mình sẽ dùng cái hàng đầu tiên của cái phần thân trước để cài lại cái phần nút đây cài lại như thế này thì mình đã hoàn thành được một phần thân áo cổ tim như thế này đối với cái phần tay còn lại nè cái phần tay này các bạn cũng viền lại giống như cái phần nách ở phía bên này nha cũng móc cho mình ba mũi móc ở phần nách bây giờ mình sẽ móc cái phần trang trí cái hình ngôi sao ở phía trước ở sợi len màu trắng này các bạn tạo cho mình một vòng tròn Ta dùng kim 2 đầu số 4 để móc nha. Móc và kéo len qua chân móc, móc lên hai mũi móc xích. Và móc vào vòng tròn mình vừa tạo 12 mũi kép đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Và 12 Khi móc được 12 mũi kép đơn liên tiếp, ta nắm sợi len ngắn gút lại để vòng tròn nhỏ lại Và móc vào cho mình chân móc đầu tiên này một mũi dời Móc lên hai mũi móc xích các bạn nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên mà mình gây nên mũi dời á móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc chân bên cạnh cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân móc làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc khi móc được các cái mũi kép đơn đến cuối hàng thì móc cho mình vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu sợi len thừa ra phía sau mũi móc sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc thì mình đã hình thành được một vòng tròn như thế này bây giờ mình sẽ móc hình ngôi sao ở sợi len màu đỏ các bạn tạo cho mình một vòng tròn ta cũng dùng kim hai đầu số 4 để móc cái phần ngôi sao nha móc và kéo len qua vòng tròn, móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn vừa tạo chín mũi nửa kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9 sau khi móc được chính mũi nửa kép, ta nắm sợi len ngắn guốc lại để vòng tròn nhỏ lại và móc vào chân móc đầu tiên bên này một mũi dời. Các bạn cũng nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Đây, mình hình thành được một vòng tròn nhỏ như thế này. Từ đây các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc tiếp lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ ba móc vào đây cho mình một mũi dời chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn về chân móc cuối cùng móc cho mình một mũi nửa kép vào chân móc này sau khi móc được ba mũi móc ta tiến hành bỏ qua cái chân móc kế bên này bỏ qua cái chân móc mũi dời và chân móc kế bên luôn các bạn móc cho mình vào cái chân móc kế tiếp á đây móc vào đây cho mình một mũi dời thì mình đã hình thành được một cánh của ngôi sao gồm có 3 mũi móc như thế này. Tiếp tục lên 3 mũi móc xích để gây nên cánh thứ hai. Thì chiều cao của mỗi cánh sẽ là 3 mũi móc. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ ba một mũi dời. Chân thứ hai móc cho mình một mũi móc đơn. Và chân móc cuối cùng móc một mũi nửa kép. Sau đó các bạn cũng bỏ cho mình qua cái chân móc kế bên này đây, bỏ qua chân móc kế bên và móc vào cái chân kế tiếp một mũi dời. Đây, móc vào đây một mũi dời. Móc lên 3 mũi móc xích. Cánh thứ hai của ngôi sao được hình thành. Tiếp tục lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ ba một mũi dời. Chân móc thứ hai móc một mũi móc đơn. Và chân cuối cùng móc cho mình một mũi nửa kép. Cũng bỏ qua cái chân móc kế bên của cái vòng tròn phía dưới á bỏ qua chân kế bên và móc vào chân kế tiếp một mũi dời móc lên 3 mũi móc xích tương tự làm cho hai cánh còn lại cũng lên một mũi móc xích và móc vào chân móc thứ ba một mũi dời chân thứ hai móc một mũi móc đơn và chân cuối cùng móc một mũi nửa kép sau đó bỏ qua chân kế bên của vòng tròn và móc vào chân kế tiếp một mũi dời tiếp tục lên 3 mũi móc xích để gây nên cánh tiếp theo lên một mũi móc xích và móc vào chân thứ ba một mũi dời chân thứ hai móc một mũi móc đơn và chân cuối cùng móc một mũi nửa kép khi kết thúc cánh thứ năm thì móc cho mình vào cái chân móc mũi dời ở đây của cái hàng phía dưới á móc cho mình vào đây một mũi dời kéo và cắt len Đối với sợi len thừa nằm ở phía trên mặt phải của ngôi sao thì các bạn đâm kim cho mình từ phía dưới lên phía trên của cái chân móc mà mình móc mũi dời sau đó kéo cho mình cái đoạn len thừa ra phía sau mũi móc Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc và các bạn có thể dùng keo nến hoặc là kim khâu để khâu cái phần ngôi sao này vào cái nền trắng tròn đây khâu vào và khâu cái phần ngôi sao vừa hình thành vào thân áo sau khi khâu hoàn tất ngôi sao vào trong thân áo thì mình đã hình thành được một mẫu áo ghi lê cho bé cổ tim như thế này. Chúc các bạn thành công.